Hello anh em, welcome back to Anderson Motorcycle. Hôm nay cái topic chúng ta sẽ về là sơn. Thì sơn á, trên xe mà xe bự á, ba cái size được phổ biến nhất á là năm 20, năm 25 và năm 30. Thì những cái con số này nó ra làm sao thì mình sẽ giải thích cho các bạn nghe bây giờ luôn. Đây, cái size, cái pitch và cái inner width là cái khoảng cách bên trong của cái sơn á. Tí mình sẽ chỉ cho các bạn thấy. Thì cái pitch tức là khoảng cách giữa hai con mắt ở trên sơn á. Thế là mình vẽ. Còn ở trên thực tế, đây là khoảng cách này nè, hoặc là hai cái này, cái đó gọi là pitch, là khoảng cách giữa hai con mắt trên sơn. Thì số 5 đây á, nếu như mà chúng ta chia một inch ra thành 8 phần thì chúng ta sẽ lấy 5 phần của nó. Đây là số 5, thì 1, 2, 3, 4, 5 thì đó là 5/8. Cái số 5/8 ở đây tức là 5 phần trên 8 của 1 inch. Thì đó là khoảng cách, thì chia ra đó sẽ ra được cái mm của nó. Thì inner width đó là cái khoảng cách bên này đây. Inner width là cái khoảng trống nằm giữa, tính từ đây qua bên đây. Đó, từ cái khúc này nè. Nói chung là khoảng trống này nè, cái chỗ mà cái bánh răng đó, nằm ở trong á, chọt vô ở giữa, đó là khoảng cách của đó. Tuy nhiên lúc nào cũng sẽ có cái khoảng free play, tức là cái rơ của nó không bao giờ mà cái này nó đúng với con số trên bảng mình ghi hết, tại vì phải có cái độ rơ đó thì để cho cái phần lướt, để cho cái phần mà bôi trơn với lại nên nằm ở đó để giữ lại cái phần để bôi trơn cái cọng sơn. Thì cái việc bảo dưỡng sơn rất là quan trọng đối với mình, cái việc đó là rất là quan trọng. Tại vì sao? Sơn thì cái động cơ chuyển động từ hộp số ra tới cái nhông trước, xong rồi ta tới cái đĩa sau. Thì cái này ta gọi là final drive. Final drive tức là cái bộ phận chuyển động cuối cùng trên xe, nó rất là quan trọng. Thì tùy theo cái này á, cái tỷ lệ răng á, nó sẽ ảnh hưởng tới cái cách hoạt động của xe. Giống như là bánh, nếu như mà cái đĩa sau nó bự hơn thì more torque, tức là cái độ bốc nó nhiều hơn, nhưng mà không có cái max speed thì đại loại là như vậy. Nhưng mà cái vấn đề mình sẽ đề cập sau. Thì ở đây hôm nay mình muốn đề cập tới các bạn kia là cái việc bảo dưỡng sơn. Thì có một cái nữa mình muốn đề cập tới, đó là cái chất liệu đĩa, nhông đĩa này nọ. Cái bộ nhông đĩa mình khá là quan trọng về cái chất liệu của nó. Thì ở Sài Gòn bây giờ đang rất là nổi về cái hiệu thương hiệu là Driven. Thì Driven là mình cũng biết khá là lâu rồi, nó cũng phải nổi tiếng trên thế giới rồi. Thì Driven đĩa đó là bằng nhôm, thì cái trọng lượng của nó nhẹ hơn đĩa zin. Vì sao chúng ta cần trọng lượng nhẹ hơn? Để cái chuyển động từ cái hộp số, từ cục máy ra tới bánh sau nó nhiều hơn. Tại khi mà cái nhông đĩa nó nhẹ hơn đó, thì máy sẽ không cần phải xài cái power extra đó để quay. Cho nên tất cả có bao nhiêu sẽ được dồn về bánh sau. Bánh sau quay sẽ được nhẹ hơn. Nói chung là nhông đĩa nhẹ sẽ truyền được rất là nhiều power từ hộp số, từ cái trục này ra tới cái bánh sau. Có một cái vấn đề nho nhỏ, đó là đĩa bằng nhôm á, nó không có bền bằng đĩa zin. Thì nếu như mà các bạn muốn mà xài đĩa performance, tức là đĩa mà đĩa xịn để độ, thì chắc chắn thì nó sẽ không bền lâu. Cái đó là một điều mình chắc chắn là như vậy. Cho nên nếu anh em nào mà muốn mà đi tour bình thường, đi cà phê bình thường mà muốn xài bền lâu á, thì nên xài đĩa zin. Tuy nhiên có một cách nữa, chúng ta có thể làm tăng tuổi thọ của cái đĩa Driven, đĩa nhôm, đĩa độ, đó là bằng cách bảo dưỡng sơn và canh làm sao cho cái đĩa sau, cái bánh sau á nó thẳng hàng. Nói chung là canh cho cái đĩa sau là cái phần này với cái nhông trước nó thẳng hàng. Bằng cách nào? Chúng ta sẽ unbox cái hộp Megatool Bundle đó, rồi chúng ta sẽ tiến hành. Đây là món quà mình sẽ trao cho anh em vào đầu tháng 8 dành cho người thắng cuộc cái mini game của mình. Thì cái mini game của mình rất là đơn giản, chỉ comment những cái video nào ra sau ngày 7 tháng 6. Nói chung là từ vlog số 9 trở đi á, thì cầm tên, comment tên đầy đủ nè, rồi tên Facebook nè, và cái từ khóa là Mega Tool. Thì mình sẽ ghi xuống danh sách những anh em nào có tham gia và mình chọn lọc ra. Thì đây là món thứ nhất, đây là món thứ hai. Để mình giải thích cho anh em nghe cái này làm gì. Thì cái này á, để canh sơn, căng cái độ căng của sơn á chính xác hơn.
và chúng ta phải không cần phải đo đạc hay là đẩy lên hay xuống như nọ, rất easy, rất đơn giản. Cái thứ hai là đồ canh thẳng hàng cái đĩa trước và đĩa sau bằng laser. Thì chúng ta kẹp lên đĩa sau và chúng ta di chuyển cái này bằng laser. Đầu tiên chúng ta cần phải đo cái chain size, cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó, chúng ta phải coi trong sách manual đó, là cái khoảng slack đó là khoảng khoảng này nè, đi xuống và kéo lên hết cỡ. Trong sách nói là bao nhiêu, cái đó là mình gọi là slack. Thì mình thấy á, là xe mình đó là cần khoảng từ 25 tới 30 mm slack. Thì mình đo cái này ha, ở đây nó ghi đo chain size nè. Xong mình đo vô đây. Đây là ghi 14.7. Thì dò vô cái bảng này, cái thứ nhất thì 14.7 chain size là rơi vào cái ô bên đây. Và cái slack mình cần là 25 tới 30. Thì đây là setting số 1 mình sẽ đi tới. Thì để xài cái này á, mình khuyên anh em trước á, nên là phải quay bánh xe coi cái chỗ nào mà cứng nhất á, mà căng nhất á, nó sẽ canh sơn từ đó, chứ đừng có canh ngay cái chỗ mà lỏng nhất ha. Còn đối với sơn mới thì như là canh ở đâu cũng được, nhưng mà tốt nhất nên kiểm tra trước. Thì mình sẽ đặt lên đây và mình chọn, mình đẩy cho tới số 1. Thì số 1 là khúc mình đo ở dưới ha, mình tính từ cái đáy của con ốc. Mình sẽ đẩy lên. À, khi nào mình thấy được cái số 1 của nó. Đó, bây giờ lên số 1 rồi nè. Sao vậy? Đâu anh chị, số 1. Đây số 1 ở đây nè. Thì mình tính từ ngay tới cái đuôi ốc này nè. Số 1 ở đây không? Xong mình để đó. Bước thứ hai chúng ta là mở con này ra. Sau đó mình căng hết cỡ luôn. Thấy quay không vậy? Thì nói chung cơ bản mình tháo nó ra, xong rồi mình qua đây mình coi cộng sơn nè. Mình bắt đầu mình căng đó. Mình căng cho tới khi nào mà cộng sơn căng thì căng luôn á, mình không mình tháo ra. Đó, mùi lớn quá, sợ nghe em thôi. Khi mà căng hết cỡ rồi sẽ tháo này ra. Đó, không, cộng sơn nó quay về cho cũ. Đây là cái độ căng sơn mình cần. Chỉ cần gắn lên, xong rồi tháo con ốc nó ra, còn căng cộng sơn căng hết cỡ là chúng ta sẽ có được cái độ căng của sơn mình cần thiết luôn. Đó. Còn cái laser kia là để canh làm sao mà cái đĩa sau với cái đĩa trước thẳng hàng. Ok. Ok, cái việc đầu tiên chúng ta sẽ set up cái cục này lên đây. Thì ở trong phần này có hai miếng đệm cao su sẽ gắn lên trên giữa hai con mắt của cái sơn ha. Sau đó chúng ta bật nút lên, đèn laser sẽ chạy. Bắt đầu thì cái điểm này laser sẽ nằm ở đây, nhưng chúng ta kiểm tra ở cái điểm xa nhất ở trong kia, tức là trong thành máy. Thì chúng ta sẽ nhấc cái đầu này lên và di chuyển cái điểm laser làm sao mà nó nằm tuốt trong kia kìa, là điểm xa nhất mà chúng ta có thể thấy. Thì lúc nãy mình căng ở bên trái cái phần này nè, nó đẩy cái bánh như vậy phải không? Phần này nó đẩy cái bánh, hiện tại bây giờ nó đang dậy. Thì chúng ta chỉnh bên phải làm sao, chúng ta đẩy cái phần bên phải ra cho nó đều lại. Đó. Thì giờ chúng ta chỉ tập trung phần bên phải thôi. Và ở đây mình thấy nó hơi hướng. Để coi. Nó hơi hướng về phía bên trái, cho nên mình chỉnh làm sao cho cái điểm laser nó chạy, nó đi qua bên phải chút xíu và nằm ngay giữa và chúng ta sẽ dừng lại. Đó là kết quả của mình ha. Thì cái điểm laser nằm ngay giữa. Có thể là khó thấy nằm ra. Tại vì cộng sơn khi mà cũ nó sẽ không còn chính xác nữa, cho nên những cái vạch ở trên đây nữa. Lúc trước thì mình sẽ canh theo những cái vạch trên đây, nhưng mà cộng sơn nó cũ
từ từ nó sẽ bị mòn và sẽ có những cái rơ rất là nhiều trên cộng sơn, cho nên những cái này sẽ không còn chính xác, cho nên mình sẽ xài cái này để các anh chính xác hơn, chuẩn hơn. Kết quả này á, là mình biết chắc chắn là cái đĩa sau và cái nhông trước nó thẳng hàng và cộng sơn sẽ có tuổi thọ, tăng tuổi thọ cộng sơn thêm rất là nhiều. Ok, đó là những cái lý thuyết về sơn, nhông sinh dĩa của mình. Thì sau khi mà anh em chỉnh hết này nọ, đừng quên khóa cái góc của bánh xe lại. Thì trên xe mình á, mình lúc nào cũng chỉnh là 100 trên sách ghi là 114, nhưng mà mình chỉ đi khoảng 108 thôi. 110 hả? 108. Yep. Khóa nó lại. Và anh em nhớ subscribe, chia sẻ kênh của mình. Và đừng quên comment nhé, comment tên Facebook và cái từ khóa mini game để tham dự cái mini game của mình, Mega Tool. Thì đó là những cái món quà. Đầu tháng 8 mình sẽ chọn lọc ra cái người may mắn để chiến thắng cái mini game này, và mình sẽ trao tặng cái món quà cho anh em. Bye bye anh em. Và đừng quên khóa cốt bánh xe nha.